gửi mình video cách sử dụng ạ. Đầu tiên công ty có báo vặn lùm số theo chiều kim đồng hồ 4 lần đến số 96. Có nghĩa là mình lấy dấu đỏ phía trên cùng này là mốc và mình xoay theo chiều kim đồng hồ 4 lần đến số 96 ạ. Bắt đầu mình quay theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ chiều kim đồng hồ là chiều ở bên phía bên tay phải ở đây thì mình sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Số 96 qua dấu đỏ lần đầu tiên chúng ta tính là một vòng. Số 96 qua dấu đỏ lần thứ hai chúng ta tính làm hai vòng. Số 96 qua dấu đỏ lần thứ ba chúng ta tính làm ba vòng. Số 96 qua dấu đỏ lần thứ tư thì chúng ta tính làm bốn vòng. Chú ý khi quay đi các bạn không được quay ngược lại. Tiếp theo công ty có báo vặn lùm số theo chiều ngược kim đồng hồ 3 lần đến số 31. Chúng ta lấy dấu này làm mốc và chúng ta quay ngược lại. Số 31 qua dấu đỏ này một lần, chúng ta tính làm một vòng. Số 31 qua dấu đỏ này hai lần, chúng ta tính làm hai vòng. Chú ý, các bạn khi quay đi chúng ta không được quay ngược lại nhé. Số 31 qua dấu đỏ 3 lần, chúng ta tính làm 3 vòng. Tiếp theo, công ty có báo là vặn lùm số theo chiều kim đồng hồ 2 lần đến số 88. Thì chúng ta lại lấy dấu này làm mốc, kim đồng hồ là bên này, chúng ta xoay tiếp tục. Số 88 qua dấu đỏ 1 lần, chúng ta tính làm 1 vòng. Số 88 qua dấu đỏ 2 lần, chúng ta tính làm 2 vòng. Và vòng cuối cùng, công ty có báo vặn lùm số theo chiều ngược kim đồng hồ đến số 09. Thì các bạn để ý là cái vòng thứ 3 với cái vòng thứ 4 nó rất là gần nhau. Khi mà chúng ta quay ngược lại, chúng ta quay từ từ thôi, bởi vì nó rất là gần nhau rồi. Đến số 09 thì mình quay sang bên này. Đây là số 05, đây là 09, là gần vạch số 10. Thì sau khi mã số đã mở xong thì chúng ta chỉ việc cắm chìa khóa vào và chúng ta xoay chìa khóa sang bên phải. Vậy là chúng ta đã mở được chiếc kết sắt ra ngay rồi ạ.